chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà phố 2 tầng mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Hoàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Kích thước mặt tiền là 5m, chiều sâu nhà 20m. Thế thì để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn lên Google gõ từ khóa Phạm Văn Tuân, và ở đây thì các bạn sẽ vào cái kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhé. Thì các bạn sẽ quan sát, chúng ta sẽ sử dụng hai bước kích chuột thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo. Thứ nhất, các bạn ấn vào nút đăng ký này. Chúng ta ấn nút đăng ký, sau đó thì các bạn kích vào cái nút đăng ký này. Như đây là đã đăng ký rồi này. Đấy, sau đó các bạn rung chuông này. Mỗi một lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo các bạn nhé. Rồi quay trở lại thì chúng ta sẽ thêm một cái thông tin nữa là các bạn sẽ vào website 1001mỗinhadep.com. Ở website này thì có rất nhiều cái không gian mỗi nhà phố. Thì các bạn vào đây chúng ta sẽ lựa chọn được cái không gian nào thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0386325566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại không gian công trình nhà phố mà đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho anh Hoàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Với cái không gian mặt tiền này tôi sẽ phân tích sâu cho các bạn để các bạn có góc nhìn về cái kiến trúc. Thứ nhất thì các bạn quan sát đây là không gian nhà phố 5m, chiều sâu nhà 20m. Thì cái phần phía trước này thì chúng ta bao giờ cũng để lại cái không gian để khi chúng ta không gian nhà phố, nếu mà phố phường đông đúc thì chúng ta có thể nhà nước sẽ mở rộng lấy đất để sâu vào thì chúng ta còn có không gian, thì chúng ta sẽ phải xây thụt lại. Đấy là quy định chung của các cái không gian phố, không bao giờ chúng ta xây hết 20m được, để các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo ở phía tầng trên thì đơn vị chúng tôi đã bố trí cái phần không gian. Thứ nhất thì các bạn nhìn đây là cái phần khung thép lan can sơn tĩnh điện các bạn nhé. Và cái phần ô cửa kính lấy sáng toàn bộ ở cái khu vực phòng ngủ tầng trên này. Thì bên trong chúng ta sẽ bố trí rèm ô cửa kính hình hai chiều các bạn nhé. Một góc bên này vẫn kính, một góc bên này mặt trước thì kính to hơn. Và ở đây có cái không gian này là không gian ban công ở trên tầng 2 thì các bạn chú ý. Và ở phía trên tầng trên cùng, tầng ban công phía trên ấy, thì đơn vị chúng tôi cũng xây một nửa nữa để tạo cái điểm nhấn không gian. Thì các bạn nhìn đây, tôi xây cao lên một nửa. Đấy, phần này thì xây cao lên thôi. Và ở đây cũng có các cái thanh thép. Còn phía này thì các bạn quan sát là cái bố trí phần ốp gạch. Đấy, ốp gạch thẻ để tạo điểm nhấn không gian cho nó đẹp. Cái phần sân xây từ cái sân thượng xây lên các bạn nhé. Cái này là tạo điểm nhấn thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn góc này thì các bạn sẽ nhìn nó rõ hơn. Tôi sẽ view gần lại cho các bạn quan sát. Đó, thì các bạn nhìn rõ được cái không gian mà đơn vị chúng tôi xây lên. Đấy, cùng với cái phần này là cái phần khu vực cầu thang, tung cầu thang ấy, để chúng ta lên trên sân thượng. Để các bạn nhìn góc này, chúng ta tạo điểm nhấn không gian nhé. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn đến cái góc nhìn này là góc nhìn từ trên. Thì các bạn nhìn rõ được cái không gian ô cửa khu vực cầu thang lên trên cái mái tung phía trên. Rồi các bạn tiếp theo này, chúng ta sẽ nhìn cái mặt bằng trực diện đi. Đấy, đây là cái không gian mặt bằng trực diện. Khi các bạn nhìn vào thì với cái gam màu này thì rất là nhã nhặn. Đấy, không gian kết hợp màu nâu xung quanh và màu sơn trắng ghi cùng với cánh cổng bằng thép và hai trụ. Thì chúng tôi bố trí các cái ánh đèn để chúng ta bật đèn lên buổi tối thì nó sẽ sáng và long lanh hơn. Rồi các bạn nhìn lại một lần nữa về phần kiến trúc công trình nhà phố. Thì không gian nhà phố thì cái điểm mặt tiền là quan trọng nhất để chúng ta tạo ra điểm nhấn. Bây giờ các bạn sẽ đi vào bên trong nhé. Rồi cái không gian nội thất thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì ở đây khu vực này là khu vực chúng ta khi bước vào cổng vào đây thì khu vực này là khu vực để xe, sau đó qua cái cửa chính thì chúng ta sẽ đến vào đây là khu vực phòng khách. Sử dụng ghế sofa rất là hiện đại cùng với cái không gian để tivi. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đến khu vực cầu thang này, chúng ta sẽ đi lên trên và đi thẳng xuống thì chúng ta đến khu vực bàn ăn, bếp. Và thẳng hành lang này thì các bạn sẽ đến khu vực vào bên trong này. Đây là khu vực bồn rửa này, bể vệ sinh này. Không gian này là không gian tắm, chúng ta có vách kính để khi chúng ta tắm thì nước không bắn ra khu vực đi vệ sinh đây, bể đi vệ sinh này. Cuối hành lang thì chúng ta sẽ có một cái cửa thoát hiểm nữa. Thì nhà bao giờ nguyên tắc nhà cũng phải có hai cửa các bạn nhé, cửa vào và cửa ra.
Đấy, khi chúng ta có ví dụ sự cố hỏa hoạn cháy nổ gì đó thì chúng ta có cái cửa chúng ta chạy ra được, cửa trước cửa sau. Tiếp theo thì các bạn sẽ lên trên tầng 2. Lên trên tầng 2 thì các bạn nhìn cái không gian chúng tôi đã bố trí như sau. Các bạn từ vị trí cầu thang này chúng ta đi lên trên đây thì hai hướng, hướng thứ nhất chúng ta đi về phía trước thì chúng ta cùng, và hướng thứ hai đi về phía sau, chúng ta cùng tôi khám phá không gian đi về phía trước trước. Rồi các bạn đi đây thì chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ này. Đấy, phòng ngủ này có diện tích là 16 m². Đấy, chúng ta đi phòng ngủ đây, hành lang này đến đây thì chúng ta đến phòng ngủ này có diện tích là 17 m² và có một cái ban công đây, cái ban công mà tôi vừa phân tích cho các bạn phía trên đấy, và cái phần kính này, phần kính mà tôi chia sẻ đây, kính hình chữ L đấy nhé. Đấy thì cái phòng mặt tiền phía trước này là full ánh sáng, thì các bạn cứ làm hệ rèm đây, thì chúng ta mở ra phát thì ánh sáng sẽ tràn ngập vào không gian phòng luôn để tạo cái điểm nhấn không gian nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ đi quay trở lại đến cái hành lang này, thì các bạn vào đây thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh cũng giống như ở dưới tầng dưới. Thì đây chúng ta có cái chậu rửa tay, khu vực đi bị vệ sinh và khu vực này là khu vực tắm thì bằng vách kính màu xanh, thì các bạn khi tắm thì nước nó không rớt ra phía ngoài để tạo sạch sẽ thoáng. Tiếp tục đến cuối hành lang thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa, diện tích là 16 m². Ở cái phòng ngủ này thì các bạn có ô cửa sổ view ra phía phố phía sau nhà các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng tôi lên trên sân thượng. Sân thượng ở đây, trên sân thượng thì các bạn nhìn là cái khu sân thượng này, thì phía đằng sau này là khu vực phơi đồ, khi chúng ta đi từ dưới lên trên đây. Đấy, phía đằng sau này, còn qua cái cửa này thì các bạn lên sân thượng. Đấy, cái khu vực sân thượng này các bạn có thể trồng cây, sau này có thể trồng, chúng ta đặt các cái thùng trồng rau sạch ở trên sân thượng này cũng được, các bạn chú ý như vậy. Đây là cái không gian này, các bạn nhìn cái chỗ L chúng tôi tạo điểm nhấn, vừa phân tích phần 3D mặt tiền phía trước ấy. Các bạn nhìn đấy, cái ô này này, đấy, tạo cái điểm nhấn làm không gian. Đấy là tầng trên. Bây giờ thì các bạn nhìn lại một lần nữa các không gian của công trình nhà anh Hoàng mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho anh nhé. Đó, ok. Những bạn nào không gian nhà phố muốn đẹp thì hãy gọi điện ngay cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì cũng qua video này chân thành cảm ơn gia đình anh Hoàn đã ủng hộ đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì tiếp tục phần thứ 3 của video mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thông số kích thước từng phòng cụ thể như nào, thì tôi sẽ mở cái file bản vẽ CAD ra để các bạn quan sát. Tôi sẽ view gần cho các bạn nhé. Đây không gian mặt tiền là 5m, chiều sâu nhà là 20m. Đây nhưng mà trong quá trình xây dựng thì chúng ta chỉ 5m nhân với 14m thôi, 14m này, chiều dài này. Đó. Thì các bạn quan sát này. Vào phòng khách là 36m² ở dưới tầng 1 nhé. Đó, khu vực phòng khách, và đến đây là khu vực cầu thang chúng ta đi lên này. Đó, đây là cái ô này. Thì các bạn nhìn cái ô này. Đây thì cái không gian này là cái hộp kỹ thuật nhé. Cái phòng ăn đây 22m², khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh là 9m² này. Đấy, các bạn chú ý. Đấy là tầng 1. Chúng ta sẽ đến với tầng 2 nhé. Đây, khi các bạn lên tầng 2 đây thì phòng ngủ ngoài cùng đây có 17m² đây, và có cái phần ban công đây. Đấy, và cái kính chúng ta chạy hình chữ L như này nhé. Đó, phòng ngủ ở khu vực giữa là 16m² này. Đó, tiếp tục khu vực cầu thang này, phòng tắm và nhà vệ sinh này. Đó, và phòng ngủ 16m², phòng ngủ phía cuối có cửa sổ đây. Rồi cái tầng tung đây, tầng tung trên đây là khu vực phòng vệ sinh này, sân phơi này, và chỗ này có thể là phần tập thể dục thể thao, các bạn có thể đưa các máy nó thiết bị tập thể dục sao trên này. Đấy, đây là cái khu sân thượng đây, còn cái phần chữ L chúng tôi làm này. Đấy, thì cái phần bản vẽ chi tiết đầy đủ chúng tôi có đầy đủ hết, cứ 2D có 3D cho các bạn để các bạn có góc nhìn sâu hơn, sâu nhất. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái không gian nhà phố và quay trở lại kênh YouTube Phạm Văn Tuân, mình sẽ có những cái chia sẻ cho các bạn. Thì với không gian nhà phố đã đẹp rồi thì khi thiết kế xây dựng rồi, các bạn chuyển sang cái module số 2, chúng ta sẽ chuyển sang thi công phần nội thất. Thì các bạn đặt đơn vị chúng tôi thiết kế và thi công nội thất thì không gian nó sẽ đồng bộ hơn. Vì các bạn nếu mà chúng ta mua những cái sản phẩm bên ngoài, khi các bạn đặt vào nhiều lúc nó không có thể to quá, có thể nhỏ quá, không gian các bạn nó không phù hợp. Thì các bạn muốn phù hợp hơn thì các bạn phần cái không gian nội thất thì chúng tôi sẽ thiết kế riêng cái không gian nội thất để các bạn có cái phần chuẩn nhất. Thì đây chúng tôi có cái xưởng thi công nội thất này. Đây các bạn nhìn một số hình ảnh, đây ví dụ phòng của các con thì các bạn nhìn
màu sắc nó phải như này, thiết kế nội thất vừa rồi là các bạn vẽ kiến trúc xây nhà nhé, phần nội thất riêng. Đấy, các bạn nhìn thấy không gian bếp này, cầu thang này, đấy không gian bếp này, đấy những cái tủ vách phía trên này thì chúng ta phải sử dụng nhé. Thì đơn vị chúng tôi công ty thiết kế nhà đẹp Green thì có xưởng thi công nội thất 500m2. Đấy, đây là cái phần máy tán viền này. Đấy, đây là các sản phẩm đây các bạn nhìn vân gỗ giống như cái tủ bếp vừa rồi đấy, đấy cái vân vân đấy, đây này, đấy, nhìn cái vân gỗ này tôi vừa cầm trên tay ấy, thì cái tủ bếp chính là cái vân này, đấy, đấy vân gỗ đấy. Thì cái gỗ công nghiệp có nhiều ưu điểm là không bị mối mọt, không bị cong vênh và rất là nhẹ. Nếu các bạn nhìn đây, đấy như là cái tấm gỗ tôi đang cầm trên tay này. Đấy. Tiếp theo đây là cái phần tán viền nhé, thì các bạn nhìn đây là cái phần máy cắt này, máy cắt cái gỗ công nghiệp. Hiện tại trên thị trường có hai cái sản phẩm gỗ công nghiệp cũng có uy tín, đó là gỗ Minh Long và gỗ An Cường. Thì gỗ An Cường là đơn vị chúng tôi là sử dụng gỗ An Cường là chính các bạn nhé. Còn ngoài ra các sản phẩm của các cái gỗ khác công nghiệp khác thì đây là cái máy cắt này. Cắt xong thì chúng ta sẽ lắp ghép thành cái đây ví dụ cái tủ kệ như này. Đấy, sau này chúng ta sẽ sơn màu trắng hoặc là màu giả gỗ hoặc là màu đậm thì các bạn có thể chọn cái nước sơn. Đây thì cái bạn có thể xem lại video này thì chúng tôi đã giới thiệu toàn bộ cái xưởng thi công nội thất gỗ công nghiệp 500m2. Nhưng ngoài ra thì các bạn quan sát chúng tôi sẽ có thêm một cái xưởng nữa. Đây là xưởng gia công gỗ thịt. Với cái xưởng này thì các bạn sẽ nhìn được đây ví dụ những cái không gian phòng thờ, cái cấu trúc không gian phòng thờ như thế này thì chúng tôi có các cái máy móc thiết bị để phục vụ để các bạn cắt đặt cái không gian như thế. Đây các bạn nhìn đấy, đục các cái hoành phi câu đối chúng tôi đục hết những cái đầu máy như này thì các bạn nhìn đây thì đưa lên máy tính chạy cắt CNC hình thù nào cũng cắt được các bạn nhé. Đấy, từ phức tạp đến đơn giản chúng tôi cắt được hết cái tấm vách. Thì đây là cái xưởng gia công gỗ CNC 350m2 cùng với thêm một cái sườn sơn nữa, sườn sơn khoảng 200m2 nữa các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giới thiệu ở cái video sườn sơn cho các bạn. Thì qua video này giới thiệu như thế để các bạn biết được ngoài việc chúng ta tư vấn thiết kế nhà thì có thêm cái phần thi công nội thất nữa để các bạn có không gian nhà đẹp viên mãn luôn, nó đẹp luôn, đồng bộ hết tất cả các bạn nhé. Thì các bạn muốn thi công nội thất thì các bạn cứ nhấc máy đi, gọi điện cho chúng tôi theo số line 0386325566. Bây giờ các bạn hãy quay trở lại cái không gian của kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì các bạn nào chưa đăng ký ấn nút đăng ký nhé. Rồi thì qua video này cũng chân thành cảm ơn tất cả các quý khán giả đã ủng hộ kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để nhận được nhiều các mẫu nhà và những chia sẻ trong thời gian tới. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.